Sau một mùa giải đầu tiên dưới thời Erik ten Hag có thể coi là thành công, Manchester United sẽ bước vào mùa giải sắp tới với những kỳ vọng mới. Tham vọng đó của họ được thể hiện ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi thuyền trưởng người Hà Lan đã có được nhân tố mà mong muốn. Cải thiện có lẽ sẽ là từ khóa dành cho cầu thủ Quỷ Đỏ. Ten Hag có trong tay nhiều học trò có tiềm năng và họ vẫn chưa thể tìm được chính mình bởi nhiều lý do. Một màn trình diễn thuyết phục hơn ở mùa giải mới để đem về một danh hiệu cùng một vị trí cao trên bảng xếp hạng Premier League sẽ được hoan nghênh. Trong khi đó, một hành trình thú vị tại Champions League cũng đang chờ đón họ. Mùa giải 2023-2024 trước băng đội trưởng của đội bóng đã đổi chủ. Harry Maguire không còn là người đứng đầu trong phòng thay đồ, với Bruno Fernandes thừa hưởng chiếc băng đội trưởng từ cầu thủ người Anh. Và đối với nhiều người hâm mộ của Manchester United, quyết định này nên được đưa ra từ lâu. Giống như nhiều mùa giải trước đây, mỗi mùa chuyển nhượng đến thì sẽ có vô vàn những tin đồn liên quan đến đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của câu lạc bộ mùa hè năm nay, Manchester United khó có thể cạnh tranh cho những ngôi sao hàng đầu. Ten Hag vẫn có những cầu thủ vừa ý với ông. Kỳ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu với sự ra đi của những cầu thủ được cho mượn tại câu lạc bộ mùa trước. Manchester United đã chọn không ký hợp đồng với Jack Butland, Marcel Sabitzer và Wout Weghorst theo các hợp đồng lâu dài. Phil Jones và Arsène Touandjibé cũng ra đi sau khi hết hợp đồng. Nhưng đặc biệt phải kể đến trường hợp của David De Gea, Quỷ Đỏ đã không lựa chọn tiếp tục gia hạn với thủ thành đã gắn bó với họ hơn một thập kỷ qua. Alex Telles, Zidane Isban và Anthony Elanga là những cái tên tiếp theo ra đi. Nhưng nửa đỏ thành Manchester vẫn muốn bán thêm một số cái tên ngay trong hè này với Dean Henderson, Matej Kova, Harry Maguire, Scott McTominay, Fred và Donny van de Beek đang cần được thanh lý để câu lạc bộ có thêm một khoản tài chính. Ở chiều ngược lại, dù không mua sắm quá rầm rộ nhưng Quỷ Đỏ vẫn có được những tân binh chất lượng. Hãy cùng điểm qua một số cái tên. Mason Mount là cái tên cập bến Old Trafford vào mùa hè này với mức giá khoảng 65 triệu euro và những gì đã từng thể hiện được. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng rằng Mao sẽ đóng vai trò quan trọng tại nơi tuyến giữa. Sự có mặt của cầu thủ người Anh sẽ có thể giảm tải phần nào cho Eriksen hoặc thậm chí là Bruno trong một số trường hợp. Bên cạnh đó còn đem đến sự đa dạng cho chiến thuật mà Ten Hag đang xây dựng. Ai cũng biết rằng Manchester United đang cần một số 9 thực thụ như thế nào ở mùa giải này. Trước đó họ từng quan tâm đến Harry Kane, Victor Osimhen hay Kolo Muani. Nhưng do vấn đề tài chính, không cái tên nào trong số đó có thể cập bến Old Trafford. Thế nhưng đội bóng này vẫn tìm được phương án khác là Rasmus Højlund, một trong những tiền đạo trẻ tài năng nhất châu Âu. Cầu thủ 2003 sẽ là người dẫn dắt hàng công của Manchester United để cải thiện thành tích kém ấn tượng với chỉ 58 bàn thắng ở mùa trước. De Gea xuất sắc nhưng Ten Hag cần một thủ thành biết chơi chân để phục vụ chiến thuật của ông. Đó đã là câu chuyện được nói đến rất nhiều trước đây. Và ở mùa hè này, thuyền trưởng người Hà Lan đã có được Andre Onana. Bên cạnh đó, Jonny Evans cũng bất ngờ được ký hợp đồng khi đang tập nhở. Anh sẽ làm dày thêm cho hàng thủ của Quỷ Đỏ và đem đến kinh nghiệm cho các đồng đội bên cạnh. Có thể thấy rằng Man United đã có được sự bổ sung kịp thời cả 3 tuyến. Chiến lược của họ là tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng nhưng với mức giá không quá đắt đỏ và điều đó có thể sẽ được tiếp tục thực hiện. Họ đang nhắm đến Sofyan Amrabat, một trong những tiền vệ để lại nhiều ấn tượng nhất tại World Cup 2022 để làm tăng thêm chiều sâu cho đội hình. Với tình hình hiện tại, gần như chúng ta đã có thể hình dung ra được bộ khung đội hình cho Manchester United ở mùa giải sắp tới. Cả 3 tân binh cập bến Old Trafford trong phiên chợ hè này đều có thể sẽ ngay lập tức có được một vị trí chính thức trong đội hình. Hàng tiền vệ có lẽ là nơi sẽ có nhiều sự biến đổi linh hoạt nhất với những gì mà Ten Hag đang có. Bộ 3 tiền vệ của ông có thể sẽ được thay đổi để tùy vào từng tình huống của trận đấu. Đó có thể là việc chơi với 2 tiền vệ trung tâm như Casemiro, Eriksen hoặc Casemiro Fred, hoặc cũng có thể là chơi với 2 số 8 gồm Mason Mount và Bruno. Sự tiến bộ của Mino và sắp tới có thể là cả Amrabat đến với sân Old Trafford có thể giúp hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ thêm phần chắc chắn. Trên hàng công không có quá nhiều sự thay đổi khi Højlund chơi cao nhất ở vị trí trung phòng. Hai bên cánh vẫn là những gương mặt quen thuộc như Anthony, Rashford, Sancho. Nhưng một điểm đáng lo cho Manchester United lúc này là sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội dự bị. Điều đó sẽ có ảnh hưởng đến việc cạnh tranh đường dài với nhiều đấu trường. Vẫn giống như mùa trước, sơ đồ đội hình ưa thích của Ten Hag vẫn là 4-2-3-1, ưu tiên kiểm soát và linh hoạt trong tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên ở mùa giải này mọi chuyện có thể sẽ khác đi đôi chút. Có được một thủ môn chơi chân là điều mà Ten Hag đã rất mong muốn. Và với Andre Onana, ông có thể yêu cầu các học trò của mình tự tin thực hiện nhiều tình huống xây dựng từ sân nhà hơn nữa. Khối 3-2 thường được sử dụng trong giai đoạn này. Sự góp mặt của Mason Mount giúp Ten Hag đã có thể chơi với khối đội hình 4-3-3 khi Casemiro hoàn toàn sẵn sàng để một mình đảm nhận vị trí pivot. Eriksen cũng từng chơi với vai trò một số 6, lai 8 nhưng sức trẻ và cường độ hoạt động rộng của Mao có lẽ sẽ là phù hợp hơn.
Khi đó cựu sao của Chelsea có thể sẽ được chơi lệch trái, bên phải sẽ là sự có mặt của Bruno Fernandes. Ai cũng biết Bruno phải gánh vác nhiệm vụ sáng tạo của Man United nhiều đến thế nào ở mùa trước, và giờ anh đã có được một đối tác để chia lửa với mình. Manchester United sẽ rất thoải mái và kiên nhẫn để xây dựng bóng từ tuyến dưới. Tuy nhiên, họ sẽ phải chơi tấn công một cách trực tiếp và có tốc độ nhanh hơn một khi phá vỡ được lớp pressing của đối thủ hoặc gặp một đội chơi lùi sâu. Ten Hag đã nhấn mạnh điều này trong giai đoạn tiền mùa giải của họ. Các chân chạy cánh của Manchester United giờ đây sẽ không còn phải tự mình đảm đương quá nhiều cho khâu đầu ra, mà họ sẽ có phương án để phối hợp là Højlund. Nhưng cũng chính sự xuất hiện của cầu thủ người Đan Mạch sẽ tạo điều kiện cho những Rashford, Anthony hay Sancho chơi tự do hơn. Còn khi phòng ngự khối 4-1-4-1 sẽ thường xuyên được sử dụng, tiền vệ phòng ngự như Casemiro sẽ làm nhiệm vụ săn lùng những cầu thủ đối phương đi vào khu vực nguy hiểm trước khung thành, còn đồng đội của anh sẽ tạo ra lớp pressing và che chắn phía trước và thực hiện những tình huống một kẻ một. Sau nhiều mùa giải đau đầu để tìm kiếm một thuyền trưởng phù hợp, dường như Manchester United cuối cùng cũng đã tìm được cứu tinh với sự xuất hiện của Erik ten Hag vào mùa giải năm ngoái. Về mặt chiến thuật, ten Hag cũng đem đến thứ bóng đá biến ảo khó lường dành cho Manchester United. Ông có yêu cầu cao trong việc di chuyển, pressing và kiểm soát bóng. Chủ động trong việc thực hiện những tình huống tấn công cũng là một lưu ý quan trọng. Còn ở phương diện cá nhân, cứng rắn kỷ luật nhưng lại biết mềm mỏng và động viên cầu thủ khi cần thiết là điều đã giúp chiến lược gia 53 tuổi ổn định được phong thái độ của Quỷ Đỏ, điều mà nhiều huấn luyện viên trước đây gặp khó khăn. Mùa giải tới, Ten Hag còn được trao nhiều quyền quyết định hơn và có được ảnh hưởng lớn hơn nữa. Thêm vào đó là kinh nghiệm rút ra sau một mùa giải tại xứ sở sương mù cũng sẽ giúp ích không ít cho chiến dịch sắp tới. Khởi đầu của Manchester United sẽ không hề dễ dàng, bởi trong 5 vòng đấu đầu tiên, họ sẽ gặp phải những đối thủ khó chơi như Tottenham, Brighton và cả Arsenal. Đó sẽ là những liều thuốc thử hạng nặng dành cho đoàn quân của Ten Hag. Hai đối thủ còn lại sẽ là Wolves và Nottingham Forest. Tuy nhiên, nếu có được kết quả không tốt, người hâm mộ của đội bóng có thể vẫn chưa cần quá lo lắng hay bi quan. Mùa trước thì Manchester United cũng đã không có được kết quả tốt ở giai đoạn đầu tiên, nhưng vẫn có thể trở lại một cách mạnh mẽ. Mục tiêu của Man United thực tế nhất tại Premier League có lẽ là một vị trí trong top 4. Nhưng điều đó sẽ không hề dễ dàng khi Man City, Arsenal vẫn còn đó. Ngoài ra, Liverpool, Newcastle, Tottenham hay Chelsea cũng đã có được những sự bổ sung cần thiết. Tuy nhiên, với những gì đang có, nếu chơi đúng phong độ và duy trì được điều đó, mục tiêu được đặt ra của họ là hoàn toàn có thể đạt được. Và hãy cùng xem Ten Hag sẽ còn có thể đem đến điều gì mới mẻ cho đội bóng của ông ở mùa giải tới.